Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Và đây là mình, sau 30 ngày cày tiểu yêu tầm đạo anh em ơi, thành quả đầu tiên mà mình đạt được đó chính là yêu lực lên được 1,27 ức anh em nhé. Em pet ứng lòng của mình thì đã nâng cấp được lên 19 sao và các cái chỉ số của nó thì cộng lên đến 91% rồi anh em ạ. Thực ra ở phần linh thú là mình đang thọt đấy, bởi vì giai đoạn đầu là mình build em kỳ lân cơ, em kỳ lân của mình là nâng cấp được lên 6 sao rồi, nhưng mình thấy khoai quá, không thể nào mà nuốt được. Thế thành ra mình chuyển sang em ứng long sau, nên nó vẫn bị thọt về phần linh thú anh em nhé. Và đặc biệt là trong phần linh thú của mình thì những cái dòng của nó cực kỳ là ối rồi ôi luôn. Nếu như anh em theo dõi mình thì mỗi một lần mình reset nuốt chửng con linh thú là nó ra toán dòng đâu đâu, không thấy có suy yếu linh thú hay là cường hóa linh thú gì cả. Chán thực sự anh em ơi. Về bộ tinh quái thì chắc là không có ai đen như mình khi mà 30 ngày rồi mình chưa bộ tinh quái mà mới được 42 trên 45 em. Còn thiếu 3 em nữa, đó chính là em quỷ tướng, một trong những em rất cần để đi dị thú xâm lược nhưng mà mình chưa có. Em thứ hai mình còn thiếu đó chính là em đại sơn yêu. Và em thứ ba mình chưa có là em cút mị anh em nhá. Cảnh giới huyết mạch của mình thì mới đột phá đến tầng 19 mà thôi, do là mình cũng không có nhiều tài nguyên để mà mua nhiều cái linh thảo anh em ạ. Tiên ngọc nguyên dùng để đi mua đào thôi là cũng ối rồi ôi rồi anh em ơi. Ở trong phần thần thông thì mình đã sở hữu được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12 cái thần thông cam, tuy nhiên là rất ít thần thông cam có thể dùng được cho môn phái né của mình. Ê mày đầu chứ lị. Đặc biệt sau khi mình trải nghiệm cái băng phong ngàn dặm một thời gian thì mình nhận ra rằng là cái băng phong ngàn dặm này nó không hợp để cho những anh em nào chơi ứng long giống như mình. Thế là mình đã chuyển qua cái kim quang hộ thể. Cái này thì có khả năng giảm sát thương cuối. Đây là một trong những cái chỉ số mà càng chơi về lâu về dài chúng ta sẽ thấy nó càng cần thiết anh em nhá. Thế là mình đã bỏ luôn cái băng phong ngàn dặm mà trang bị vào đây cho mình, đó chính là cái kim quang hộ thể. À, mình thấy hiệu quả nó tốt hơn hẳn anh em nhé. Tiếp theo nữa là do cái phần linh thú của mình hơi cùi bắp, chưa có dòng cường hóa linh thú, thế cho nên trong phần thần thông của mình đã phải hy sinh dùng hai cái thú linh thể cũng như là cái đe dọa để có cái khả năng là tăng sát thương cho em ứng lòng của mình, chứ nó không nó cảm như kiểu cặp đất đấy anh em ạ, chán lắm đấy. Thêm hai cái đấy thì sát thương nó gây ra nhiều hơn một tí anh em nhé. Về cái pháp bảo của mình thì mình cũng đã sở hữu được 22 trên 152 cái. Tính năng này thì mình cũng mới mở được có 2-3 hôm thôi, thì mình thấy hiệu ứng của những cái pháp bảo này là rất cần thiết. Tuy nhiên là phải càng đánh về lâu về dài thì chúng ta mới cộng được càng nhiều chỉ số cơ. Đặc biệt ở trong phần pháp bảo này thì mình thấy nếu như mà kích hoạt được cái tính năng về bộ của nó thì giảm được rất nhiều sát thương cuối anh em ạ. Cái giảm sát thương cuối này là cực kỳ quan trọng. Và với cái yêu lực hiện tại của mình và mình chơi phải né nữa thì đâu đó loanh quanh trấn yêu tháp mình vượt được đến tầng 41 anh em ạ. Mạo hiểm thì mình cũng mới đến thiên trúc 8.6 mà thôi, do là khi mà đi mạo hiểm á là mấy con kia nó kháng hết né rồi, nó cứ dạ cho ối rồi ôi luôn anh em ơi. Dị thú xâm lược thì từ ngày mình chuyển sang chơi phải né cái là chả bao giờ đứng trong cái top 10 cả anh em ơi. Chán vãi. Khiêu chiến càn quét yêu vương thì 29 ngày trước ngày nào mình cũng càn quét 8/8 lần, nhưng bước sang ngày thứ 30 cái là tiên ngọc tự nhiên đâu hết rồi ấy. Thế là thành ra là chỉ càn quét 5/8 lần một ngày thôi anh em ạ. Và đây mình đã bổ sung thêm hai cái gói tiên ngọc nữa rồi mà vẫn cứ thấy là không đủ anh em nhá. Trong cái phần phúc địa là mình cũng đã mua hết rồi đây này. Tiếp theo nữa là mình thì cũng nằm trong bang top 2 thôi, chứ không phải là bang top 1 anh em ạ. Và trong bang của mình thì toàn những thanh niên mỏ hỗn thôi, toàn những thành phần nghĩ sao nói vậy, sống thật không chật với lòng, chứ không thích nịnh nọt mấy cái thằng mạnh mẽ. Đấy cho nên là cũng bị dí ác, nhưng mà không sao, chơi thế nó mới vui anh em nhá. Thì nằm ở trong bang top 2, tất nhiên là chúng ta không có nhiều tài nguyên như trong bang top 1, nhưng không sao, chơi game là phải vui trước tiên đã anh em ơi. Hiện tại level của mình là 316 và để lên được đại thừa tiền kỳ thì mình phải mất một quãng thời gian khá là lớn nữa, khi mà phải đạt được cấp độ 335 anh em ạ. 335 tương đương với là 19 level nữa, mà bây giờ ở level 316 là mình sẽ tốn tầm 870 đào một phát thì mình có thể lên được level. Cứ cho bình quân là 1.000 đào đi thì nhân với cả 19 level nữa nó sẽ rơi đó là 20.000 đào nữa thì mình mới có thể lên được level 335 anh em ạ. Và chắc là nhiều anh em sẽ quan tâm xem là mình đã nạp bao nhiêu tiền vào đây đúng không. Thì ở lần trước mình đã có cái video tính toán cho anh em rồi. Mình cũng nạp khá đấy, rơi vào đâu đó là khoảng 5 củ anh em nhé. Nhưng mà nói thật với anh em, trong top đấu pháp này mình cũng chỉ đứng ở trong top 10 mà thôi, không thể nào mà đú được với những thành phần nạp gắt hơn anh em ạ. Và 30 ngày thì mình cũng đang ở tiên thụ cấp 14 mà thôi, chưa thể nào mà lên được tiên thụ cấp 15. Còn tận 17 ngày 19 giờ nữa cơ. Và trang bị của mình thì mới chỉ có một món linh bảo 3 sao là nhiều sao nhất, còn lại tất cả các trang bị khác chỉ có 1-2 sao. Oh no, không thể tin được là mình đen như vậy anh em ơi. Phật cưỡi thì mình cũng chỉ mới ở bậc 5 thôi, chưa lên được bậc 6. Còn tận 9 cấp nữa mới được phép tăng bậc. Và mình đảm bảo với anh em luôn là khi mà đủ 9 cấp nữa thì mình vẫn còn thiếu rất nhiều cái đá ngũ sắc anh em nhé. Đâu đó mình tính toán là từ bậc 5 lên bậc 6 là hình như mất 300 cái đá ngũ sắc. Và bây giờ mình mới có 120. Mỗi một tuần mình kiếm được 20 đá ngũ sắc.
Trời ơi, bao giờ em lên được bậc 6 đây? Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là đi khiêu chiến để xem có ăn được ai không anh em nha. Đầu tiên có một bạn yêu lực ngang cơ mình luôn này. À không, kém mình 100 bạn. Ok, múc được. Nhưng mà sát thương đánh tay của mình thì khá là lớn. Nhưng bạn đấy thì chơi em Thanh Long, thế thành ra là bạn đấy hầu như là được đánh x2 lần đánh tay vậy. Em Thanh Long của bạn đấy thì sát thương khá ghê gớm nha. Đặc biệt là bạn ấy có cái khả năng đóng băng nữa thì rất là thốn luôn. Đấy, và chơi với em Thanh Long thì hợp lý. Còn nếu như mình chơi với cả em Ứng Long thì không hợp lý lắm. Nhưng mà dù sao thì mình cũng giành chiến thắng rồi. Chiến thắng trong gang tấc đấy. Quả đóng băng lúc nãy là cũng hơi thốn nha. Cố trường ca một ức này. Đánh thử xem nào. Bạn ấy chơi né rồi. Né rồi. Nhưng mà mình cũng chơi né. Để xem né của ai mạnh hơn nha. Cạp một cạp thôi là bạn đấy đã phải nằm xuống rồi. Nhưng mà bạn đấy thì cũng có em Phù Tang, thế là được hồi sinh dậy. Đấy anh em thấy không? Nếu như mà chơi băng phong ngàn dặm á, mà chơi cùng với cả Ứng Long này thì hiệu quả không thể bằng được so với việc là chơi băng phong ngàn dặm mà đi cùng với cả Thanh Long nha anh em. Vẫn tiếp tục là đánh bạn cố trường ca thôi, bởi vì mình vừa chiến thắng mà. Tội gì mà không đánh thắng bạn này để lấy điểm cho nó dễ. Đấy là việc đi đấu pháp nha anh em. Chủ yếu đấu pháp là chúng ta cứ đánh nhiều, thắng nhiều là được. Không cần phải quan trọng là đánh ông cùng được chiến hơn để ra oai làm gì cả. Rồi. Ok. Tiếp tục là bạn Luzi này. Yêu lực là 1,17 ức này. Mục luôn. Chơi luôn. Ôi giời ơi. Né nhiều quá anh em ạ. Né nhiều thì được tăng rất là nhiều máu. Anh em thấy không? Đấy là một trong những vị tướng kho của team ấy. Đấy. Liễu Đạo Trần. Tinh quái. Cực kỳ xịn sò con bò cho phe này. Rồi lại tiếp tục là hồi máu thôi. Chiu. Ai à. Thôi. Ok. Làm sao? Hồi sinh à? Hồi sinh với chúng tôi này. Ok luôn. Xem nào. Bạn chân này. Yêu lực hơn mình nhá. Là đánh thử xem là đánh được bạn chân này hay không nha. Bạn chân này chơi ong già, thế cho nên là những cái chỉ số đánh tay của bạn ấy rất cao. Được đấy chứ. Bởi vì kiểu gì em ong già này cũng sẽ cộng lên đến 98-99% chỉ số rồi. Đóng băng rồi. Thốn này. Thốn này. Lại còn choáng này. Choáng liên tục này. May quá có sơn giã tinh cứu nha. Không là ối rồi ôi đấy. Rồi luôn. Mày à bưởi. Nhưng bạn ấy lại được hồi sinh. Bạn ấy được hồi sinh, bạn ấy lại chuẩn bị băng phong. Trời ơi, cay thế nhờ. Và chắc chắn là bạn ấy có một cái thần thông gì ta. Cái thần thông gì mà khi mà sử dụng đạo pháp cái là có xác suất 50% tỷ lệ gây choáng ấy nhỉ. Quên mất cái tên ấy rồi, nhưng mình có thể nhớ được. Khi mà chiến đấu là mình có thể hình dung ra được nha. Ui, đánh bạn chân này hơn mình yêu lực cái ơi. Hẳn nào mình được tận 30 điểm đấu pháp luôn anh em ạ. Được đấy. Thì đấy là ưu thế khi mà chúng ta chơi phải né. Thì ở trong PK này hầu như là không ngán những ai mà ngang tầm lực chiến anh em nhá. Anh em thấy ok là mà không mình nhầm nha. Bạn chân lúc nãy là bằng yêu lực của mình chứ không phải là hơn mình nhá. Bởi vì là mình vừa mới chặt nào. Nãy là lúc đầu làm video thì mình mới có 1,27 ức thôi. Nhưng mà sau khi chặt nào khoảng 700 đào xong thì mình cũng đã lên 1,29 ức rồi. Tính ra là ngang cơ. Tiếp tục là đánh bạn Sida nha. Đó. Không phải né đi PK thì ngon rồi. Sida này. Thấy không anh em? Được cái chứ. Rồi tiếp tục bạn K. Bạn K này đánh bao giờ chưa nhỉ? Đánh lần nào chứ ta? Không nhớ lắm. Hình như là chưa ấy. Ok. Bạn đấy chơi liên bạo à? Để em Đại Minh Vương đây là mình thấy này. Uầy. Có suy yếu linh thú anh em nhá. Anh em thấy như thế nào? Wow, bạn cay này có quả suy yếu linh thú phải. Em Ứng Long của mình cạp không thấm luôn. Và bên cạnh đó thì bạn đấy còn sao ta? Đây, xem lại này. Cường hóa linh thú. Không có à? À, bạn đấy có kim cang bất hoại. Bạn đấy có giải thi pháp. Ok đấy. Nhưng rất ảo là bạn đấy không có cường hóa linh thú. Nhưng mà cái sức sát thương của em Ứng Long gây ra là cực kỳ khủng khiếp. À, với lại bạn đấy có cái thực hồn chú này cũng ngon này. Cứ đánh cái là mình bị trừ yêu khí đi, thành ra là lâu được sử dụng cái thần thông hơn. Cái kim cang bất hoại của bạn đấy cũng chỉ trang bị hai cái suy yếu linh thú 89% thôi. Mà chẳng nhớ sao em Ứng Long của mình cạp không thốn tí nào anh em ạ. Ok, dù sao thì cũng vươn được lên top 7 rồi. Chắc một lúc nữa lại đánh xuống tầm top 10 thì đó anh em ạ. Thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video mới về tựa game tiểu yêu tầm đạo anh em nha.